Trước khi sử dụng thang gấp, nhất định hãy thực hiện kiểm tra và xác nhận việc không có bất thường. Ốc, vít hay chốt có bị lỏng hay rơi ra không? Có phụ tùng bị tách rời hay không? Có biến dạng hay hư hại ở chân trụ, bậc thang, vân vân hay không? Khi sử dụng thang gấp thì chú ý những điểm sau và sử dụng đúng Đây là câu hỏi. Khi sử dụng thang gấp để làm việc, thì nên đứng ở bậc thang thứ mấy? Câu trả lời đúng là bậc thang thứ hai trở xuống. Trèo lên bậc thang thứ hai trở xuống và làm việc trong trạng thái dựa người vào bậc nóc hay bậc thang. Trước khi sử dụng sàn công tác kiểu di động, nhất định hãy thực hiện kiểm tra và xác nhận việc không có bất thường ốc vít có bị lỏng hay rơi ra không có phụ tùng bị tách rời hay không có bộ phận bị cong hay nứt vỡ hay không xác nhận việc các bộ phận được khóa chắc chắn khi sử dụng hãy tuân thủ những điều sau đây sau đây, xin giới thiệu những ví dụ tai nạn khi sử dụng thang gấp hoặc sàn công tác kiểu di động. Không được thực hiện công việc có sử dụng sức lực để kéo hay đẩy ở trên thang gấp. Có rủi ro dẫn đến ngã ngừa hoặc rơi xuống bởi hành động ngược lại. Bên cạnh đó, không được thực hiện công việc với tư thế như người. Nếu bị mất cân bằng, có thể bị rơi xuống hoặc ngã ngừa không được đứng lên bực nóc của thang gấp để làm việc bên cạnh đó không được đứng quay lưng vào bậc thang để làm việc nếu dẫm trượt chân bị mất cân bằng có thể sẽ bị rơi xuống hoặc ngã ngửa không được lên xuống với tư thế quay lưng vào bậc thang dẫm trượt bậc thang có nguy cơ bị rơi xuống hoặc ngã ngửa bên cạnh đó không được lên xuống khi tay đang mang đồ vật lên xuống bằng việc chống đỡ ba điểm tựa không mang trên tay đồ vật Không được bố trí sàn công tác ở nơi có sự chênh lệch cao độ sàn để làm việc. Có nguy cơ bị rơi ngã từ trên sàn công tác do mất cân bằng. Bên cạnh đó, không được bố trí ở vị trí dễ trơn trượt, vị trí nền yếu, vị trí lồi lõm không bằng phẳng, vân vân. Sàn công tác sẽ trở nên không ổn định, có nguy cơ bị rơi ngã. không được làm việc đồng thời bởi hai hoặc nhiều người trên sàn công tác. Nếu đồng thời hai người cùng làm việc trên sàn công tác, sẽ gây rắc rối cho người làm cùng, có thể bị mất cân bằng và rơi ngã. Quy định không được đặt bệ đỡ hoặc thang gấp lên trên mặt ván sàn công tác để đứng lên làm việc. nếu đặt bệ đứng lên trên mặt ván sàn công tác và làm việc có thể sẽ bị rơi ngã do mất cân bằng bên cạnh đó cấm không được đứng trên sàn công tác di chuyển từ sàn công tác này sang sàn công tác khác sàn công tác có thể bị đổ nếu đứng ở trên di chuyển đến sàn công tác khác và có nguy cơ làm rơi ngã trường hợp sẽ làm việc ở sàn công tác khác Quy định tạm thời hãy xuống, sau đó di chuyển đến sàn công tác đó. Để sử dụng an toàn sàn công tác kiểu di động, hãy một lần nữa xác nhận, nhớ và thực hiện các điều khoản cần chú ý.